Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung bài học hôm nay. Bài học về đồ họa và thiết kế đồ họa trong in ấn. Rồi, chúng ta sẽ làm quen với ứng dụng InnoCrater ngay bây giờ. Rồi. Ở đây ta sẽ dịch thay đổi này. Rồi. Xóa này đi. Ok, đây là. Rồi. Rồi nhỉ. Ok. Rồi. Ok nhá. Rồi tôi sẽ này. Ta sẽ ok 1 2 3 4 5 ok 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mười hai, mười ba. Ok. Rồi, ta sẽ đẩy nó vào đây một tí. Nhấn Ctrl F nhé. Rồi. Thì là ở đây sẽ có này. 8, 13. Rồi, nhấn Ctrl S. Rồi. À, 2, 5. Ok. Sorry nhé. 24 này. Ở đây sẽ phải con nhím à. Sửa sửa con nhím này nhé ừ. Hay chọn ok hết đọc ok ok rồi đến cả số này rồi xong ok rồi ra 25 ok phần 25 này thì chúng ta sẽ tắt đi nhé. Tắt đi này. Ra đây. Rồi. Rồi. Đây tầm mở cái này nhé. Hai năm. Rồi. Đây ta sẽ copy nhé. Bên cái này. Cắt chuẩn C. Rồi. Để xóa cả này đi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ phóng đây. Rồi. Đây là sẽ xóa này đi nhé. À,
clip art. Ở đây nhé, sẽ xóa đi. Ok. Cái phần này thì ta sẽ chuyển về. Rồi. Ctrl C. Rồi ta sẽ xóa, ta sẽ phóng to lên nhé. Rồi. 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 Ở đây ta sẽ chọn unlock. Okay. Để ra đây. Ok. Rồi. Ok. Rồi đây nó sẽ đây nhé. Ok. Ok, rồi. Ta nhấn Ctrl S. Rồi, chúng ta sẽ dừng bài học ở đây nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay.